Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với VOS Channel. Hôm nay sẽ là một video phân tích về kinh tế, blockchain của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những gì có thể ảnh hưởng đến VNetwork. Hôm nay chủ đề này phần lớn nói về tình hình kinh tế và những gì mà thế giới đang bị tác động để dần chuyển mình sang cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Web 3, để từ đó làm bàn đạp để phát triển cho blockchain mà cụ thể hơn là dự án VNetwork. Thì hôm nay hãy cùng với mình ngồi đây và nghe video này nha. Để mở đầu cho câu chuyện này, chúng ta có thể thấy giai đoạn gần đây rất là nhiều những bài báo phản ánh được tình hình kinh tế hiện nay trên không chỉ là Việt Nam mà trên toàn thế giới. Chắc nổi bật lên tất cả là câu chuyện 13.000 nhân viên Thế giới Di động bị sa thải. Cùng với đó là hàng loạt công ty bắt đầu sa thải nhân viên của mình, nhất là hãng về công nghệ. Đây là bài báo được viết vào tháng 2 năm 2023. Với tiêu đề các hãng công nghệ ồ ạt sa thải nhân sự, việc làm ngành công nghệ mất dần sức hấp dẫn. Và ở đây chúng ta thấy theo thống kê họ báo cáo thì Google sa thải 6% lực lượng lao động. Meta, hay chúng ta hay được gọi bằng tên quen thuộc hơn là Facebook, thì còn sa thải nhiều hơn, khoảng 13% lực lượng lao động. Hoặc là tập đoàn máy tính Intel còn mạnh tay hơn khi dự kiến khoảng 1 năm tới, trung bình khoảng 5 nhân viên đang làm việc ở Intel sẽ có một người phải ra đi. Và không chỉ là trên thế giới mà kể cả Việt Nam, chúng ta cũng thấy tình trạng này không khống cả hơn là mấy. Thông qua bài viết doanh nghiệp kiệt sức mà mình có thể tóm gọn lại một vài ý chính như sau. Đó là trong tình hình hiện tại thì khoảng hơn 77.000 doanh nghiệp đã rời khỏi thị trường trong 4 tháng qua. Bài viết này thì được viết vào ngày 17 tháng 5 năm 2023, có nghĩa là mới gần đây thôi. Và trong hơn 4 tháng qua, có nghĩa đâu đó ở đầu năm mới, sau dịp Tết vừa rồi, thì hơn 77.000 doanh nghiệp đã rời khỏi thị trường. Nhưng cái số khác thì phải bán mình này, tránh vỡ nợ này, hoặc chọn co hẹp sản phẩm, hoặc là giảm nhân sự để cầm cự. Và xét về triển vọng kinh tế thì gần 49% đơn vị đánh giá năm nay tiêu cực hơn so với năm 2022. Chỉ trên 2% là nhìn nhận tích cực. Và 4 tháng đầu năm nay thì với 77.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường thì nó tăng hơn 25% so với năm 2022. Có nghĩa tức mỗi tháng bình quân gần 20.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường. Đây là theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và các ngành khác cũng như vậy. Vậy thì thế giới đang đứng trước điều gì? Có phải liệu đây chính là giai đoạn suy thoái kinh tế, dấu hiệu cho khủng hoảng kinh tế toàn cầu? Thì có thể thấy khi những loạt pháo hoa sáng rực trên bầu trời khắp năm châu đón chào năm mới 2023 vào đầu năm nay, thì qua mỗi cuộc khủng hoảng kinh tế đều sẽ có sự phục hồi trở lại, và sẽ có những ngành cũ bị đào thải đi và những ngành mới sẽ được tạo ra hoặc là sẽ được phát triển. Thì trong năm 2023, những thách thức của năm nay trên toàn thế giới bao gồm về tốc độ tăng trưởng, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, nguy cơ nợ công, lạm phát tăng cao với phạm vi rộng trên quy mô toàn cầu, cùng với nguy cơ dịch bệnh bùng phát với những biến thể mới. Thì người ta nói nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu trong bối cảnh này là đa khủng hoảng. Từ trước cho đến giờ thì nguyên nhân của việc dẫn đến khủng hoảng kinh tế và suy thoái toàn cầu lớn nhất là do vài lý do sau, mà chung quy lại nó đều liên quan đến vấn đề tài chính và tiền tệ. Nguyên nhân thứ nhất là do tín dụng và đầu tư quá mức. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu góp phần gây ra khủng hoảng kinh tế, bởi vì nó tạo ra chu kỳ kinh tế phát triển vô tận. Và khi đang trong cái guồng quay của sự phát triển đó thì các công ty cá nhân họ sẽ vay tiền nhiều hơn để đầu tư, để sinh ra nhiều lợi nhuận hơn. Nhưng việc đầu tư và vay tiền quá mức như vậy sẽ làm cho giá trị tài sản và nợ vay nó tăng cao đột ngột. Điều đó đồng thời khiến cho nhiều công ty và người dân họ không thể trả nợ, bởi vì không phải ai vay xong làm cũng sẽ thành công. Và khi mà làm không thành công thì những người vay tiền và những doanh nghiệp không có khả năng để trả nợ. Và các bạn biết cơ chế của ngân hàng là lấy tiền của người đi gửi để đưa cho người đi vay. Thì khi mà các doanh nghiệp và cá nhân đi vay kia họ không thể trụ nổi và họ thua lỗ thì các ngân hàng cũng không có tiền, và điều này nó cũng sẽ gây ra áp lực tài chính. Lý do thứ hai là chính sách tài khoá và tiền tệ không ổn định. Điều này có thể góp phần gây ra khủng hoảng kinh tế, bởi vì chúng ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống tài chính và kinh tế. Và chính sách tài khoá và tiền tệ nếu như không được phát triển một cách ổn định, không vạch ra một kế hoạch rõ ràng, thì dù cho có khả năng điều chỉnh và quản lý được hệ thống tiền tệ và lãi suất thì nó cũng có thể không hiệu quả nếu như không áp dụng đúng. Lý do thứ ba là thất bại trong việc quản lý rủi ro tài chính. Đó là nhiều tổ chức tài chính và ngân hàng đã sử dụng các sản phẩm tài chính phức tạp, gây khó khăn cho việc quản lý rủi ro tài chính
Việc quản lý rủi ro tài chính kém có thể dẫn đến việc thất bại của các tổ chức tài chính và khủng hoảng tài chính. Hàng loạt vụ sụp đổ từ các ngân hàng là đến từ việc quản lý rủi ro về tài chính. Và thứ tư là lạm phát trong chu kỳ kinh tế. Lạm phát có thể góp phần gây ra khủng hoảng kinh tế khi nó trở nên quá cao và không thể kiểm soát được. Khi lạm phát tăng thì giá cả sẽ tăng lên, làm giảm giá trị của đồng tiền và tăng chi phí cho người tiêu dùng. Nếu giá cả tăng quá nhanh thì người tiêu dùng sẽ giảm chi tiêu và dẫn đến suy thoái kinh tế. Lạm phát có thể dẫn đến sự không ổn định của tiền tệ và làm giảm giá trị của tiền và khiến người tiêu dùng và doanh nghiệp không tin tưởng vào tiền tệ và thị trường tài chính. Và chúng ta có thể thấy được thực trạng này rất rõ khi rất là nhiều pioneer khi tham gia vào Phoenix cũng đã dần mất đi niềm tin về tiền fiat. Và đó cũng là một phần lý do mà các hình thức và hệ thống tài chính tiền tệ khác bắt đầu ra đời. Mà có thể kể đến đó chính là tiền mã hóa, vì nó ưu việt hơn, tránh được việc giả mạo, lạm quyền, lạm dụng hay là tham nhũng. Và tiếp theo, lý do cuối cùng là giảm phát. Đó là nếu quá trình giảm phát được thực hiện quá nhanh hoặc quá mạnh thì có thể gây ra khủng hoảng kinh tế. Nếu lạm phát giảm quá đột ngột, nó có thể dẫn đến sự suy giảm của hoạt động kinh tế, doanh nghiệp giảm sản xuất, tăng mức thất nghiệp và suy thoái kinh tế. Chúng ta thấy từ lý do đầu tiên là tín dụng và đầu tư quá mức, cho đến lý do thứ năm là giảm phát, thì chung quy lại, thứ nhất, những nguyên nhân này nó luôn đến từ tiền. Thứ hai, đến từ vấn đề quản lý về rủi ro. Và thứ ba là nó đến từ những quyết định sai lầm từ chính phủ hoặc từ các tổ chức ngân hàng. Và cứ ngấm ngầm như vậy, điều đó nó dẫn đến khủng hoảng kinh tế trên diện rộng. Và từ quy mô nhỏ nó dẫn đến khủng hoảng kinh tế trên quy mô lớn và toàn cầu. Thì năm 2023 có thể được gọi là năm sẽ dẫn đến khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Và cùng với việc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang bắt đầu, mục tiêu chính của cuộc công nghiệp cách mạng lần thứ tư này chính là tập trung vào công nghệ số từ những thập kỷ gần đây lên một mức độ hoàn toàn mới với sự kết nối và trợ giúp thông qua Internet vạn vật, truy cập dữ liệu vào thời gian thực và giới thiệu các hệ thống vật lý trong không gian mạng. Hay nói cụ thể hơn là những yếu tố sau đây sẽ được phát triển rất mạnh trong thời đại công nghiệp 4.0. Đó là Big Data cho phép con người thu thập và chứa đựng một dữ liệu khổng lồ. Đó sẽ là lý do tại sao mà chúng ta thấy là P Network giai đoạn vừa rồi, suốt 4 năm vừa qua, tập trung vào việc thu hút người dùng tham gia vào mạng để có một dữ liệu data lớn về người dùng. Bởi vì trong cuộc chiến của thời đại ngày nay thì doanh nghiệp có càng nhiều khách hàng và có càng nhiều dữ liệu, có nghĩa là họ đang nắm lợi thế rất lớn. Bởi vì như các bạn nhìn thấy ở đây, điều này nó giúp cho doanh nghiệp họ nhận ra xu hướng và nhu cầu cũng như mong muốn của người tiêu dùng một cách hiệu quả. Từ đó họ có thể tạo ra các chiến lược đúng đắn và hiệu quả trong mỗi giai đoạn. Yếu tố thứ hai trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đó chính là Internet of Things, vạn vật kết nối. Đó là sự kết nối của vạn vật lại với nhau, tích hợp trong một thiết bị như là đi xe không người lái, điện thoại, máy vi tính, lò vi sóng đều có thể tích hợp vào một thiết bị và tất cả những thứ khác đều có thể tích hợp vào được. Điều này cũng rất là phù hợp với P-Network khi chúng ta thấy P-Network trở thành một app mà trong đó chúng ta có hệ sinh thái của rất là nhiều ngành nghề được kết hợp lại. Chúng ta có phần chat cộng đồng cũng được kết hợp ở trong app P-Network. Chúng ta có app P-Network để có thể kích tia sát và nhận phần thưởng coin mỗi ngày mà không cần phải sử dụng máy đào như là Bitcoin. Tất cả mọi hoạt động đều được tích hợp vào trong app P Network và P Browser rất tinh gọn. Tiếp theo là đám mây lưu trữ và trí tuệ nhân tạo. Chúng ta không thể bàn cãi về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Chúng ta thấy kể từ khi OpenAI ra đời, cú hích lớn nhất chính là việc phát triển ChatGPT của công ty OpenAI. Sự phát triển vượt trội và tạo nên cú sốc vào đầu năm 2023 vừa rồi, nó đã chứng minh được trong tương lai sẽ rất nhiều ngành nghề bị thay thế bởi AI, bởi những công nghệ tiến bộ hơn mà không cần con người động tay vào. Nếu như bạn để ý kỹ thì OpenAI nó rất gần với công nghệ của blockchain và tiền mã hóa, khi nó không còn sử dụng con người nhiều nữa mà thay vào đó là được sử dụng bởi tính toán về công nghệ. Cho thấy được cái xu hướng phát triển mạnh của OpenAI ChatGPT như thế nào thì hãy nhìn qua con số dưới đây. OpenAI đã cán mốc 1 triệu người chỉ trong vòng 5 ngày, điều mà Netflix phải làm mất đến 3 năm rưỡi, còn Twitter phải mất đến 2 năm. Và với một công ty lớn như Facebook cũng từng tạo nên một cú sốt trên toàn thế giới
như Facebook cũng phải mất đến 10 tháng mới có thể chạm mốc 1 triệu người. Nhưng ChatGPT và OpenAI chỉ mất đúng 5 ngày. Và cũng khủng khiếp hơn, khi OpenAI đạt con số 100 triệu người dùng chỉ trong 2 tháng. Và sự phát triển vượt bậc này, nó đã đánh dấu cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Web 3 đang bắt đầu. Thế giới đang dịch chuyển những bước đầu tiên cho kỷ nguyên mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Web 3. Trong Web 3, chúng ta có chứa blockchain. Và nhìn thấy những dấu hiệu này, ngoài những khủng hoảng kinh tế toàn cầu, chúng ta cũng thấy một vài dấu hiệu cho thấy nhiều người đã bắt đầu nắm bắt được xu thế này. Và đầu tiên chúng ta phải kể đến đó chính là các pioneer tham gia vào peer network. Và không chỉ như vậy, ở Việt Nam ta cách đây vài tháng cũng đã có một video của VTV nói về một trường học mở lớp dạy fintech trade tiền mã hóa. Đấy, những điều này nó thể hiện được họ đang nắm bắt những nhu cầu, những xu hướng sẽ phát triển rất là mạnh trong tương lai, và việc mà dạy trước những điều này nó sẽ rất cần thiết cho việc nắm bắt xu thế. Hay gần đây nhất là Bình Dương cũng đã thí điểm những tuyến đường không tiền mặt để triển khai thời đại chuyển đổi số và thanh toán số. Hay rộng ra hơn nữa, chúng ta thấy được cuộc đua của tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành. Ngoài những thông tin như các bạn biết về Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ hay là Nga hiện tại đang nghiên cứu và đưa vào thí điểm những đồng tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành của mình. Như chúng ta có đồng yên kỹ thuật số, đồng ruble của Nga, đồng kỹ thuật số nhân dân tệ của Trung Quốc. Tất cả những quốc gia lớn họ đang tham gia vào quá trình này. Như Trung Quốc thì cũng đã thí điểm trả lương cho công nhân viên chức bằng tiền kỹ thuật số nhân dân tệ. Nhìn rộng ra hơn nữa thì theo thống kê của IMF thì tính đến tháng 7 năm 2022 thì trên thế giới đã có gần 100 quốc gia đang nghiên cứu phát triển tiền số pháp lệnh rồi. Và tính đến tháng 7 năm 2022 thì đã có hai đồng tiền ra mắt hoàn chỉnh ở Nigeria và Bahamas, cho thấy được các chính phủ cũng đang nắm bắt cái xu thế về tiền số rất là lớn. Và chính việc mà cuộc đua tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành do các chính phủ khởi xướng, cho thấy các chính phủ đang có tín hiệu tích cực chấp nhận và đem tiền kỹ thuật số vào hệ thống tài chính của quốc gia luôn. Điều này mở ra cơ hội lớn cho tiền mã hóa được nhiều người biết đến hơn, và nó cũng tạo thêm niềm tin cho người dùng. Với những tính năng ưu việt của tiền mã hóa đã khiến cho các chính phủ muốn tham gia vào hình thức tài chính tiền tệ này. Và nếu tiền mã hóa mà nó không có gì nổi trội thì chính phủ sẽ không bao giờ tham gia vào. Nhưng hiện tại rất là nhiều quốc gia tham gia vào việc nghiên cứu và phát hành tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành, có nghĩa là nó phải rất tiềm năng và được dự đoán đây sẽ là xu hướng sẽ được sử dụng rộng rãi trong tương lai. Và thông qua tất cả toàn bộ dữ liệu trong video này, chúng ta có thể nhìn thấy một bức tranh toàn cảnh khi nền kinh tế tài chính do ngân hàng và chính phủ quản lý không còn hiệu quả nữa, nó dẫn đến hàng loạt những vụ sụp đổ domino. Điều này nó diễn ra trong giai đoạn khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang bắt đầu, cùng với giai đoạn Web 3 cũng đang được triển khai. Trong quá khứ, bất kỳ một cuộc cách mạng công nghiệp nào tiến thêm một bước nữa, có nghĩa là sẽ có thêm những ngành mới được sinh ra. Và dự đoán trong tương lai sắp tới, blockchain và tiền mã hóa chính là xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Web 3. Điều này nó được chứng minh bởi rất nhiều những chính phủ đang bắt tay vào nghiên cứu cho đồng tiền kỹ thuật số cho riêng quốc gia họ phát hành, cũng như thời gian qua rất nhiều người đã biết đến tiền mã hóa. Cũng như 4 năm qua, việc phát triển một cách nhanh chóng và vượt trội hơn hẳn của Binance Coin so với những loại đồng tiền mã hóa khác về lượng người dùng cũng như là quy mô và sức lan tỏa, cho thấy quá trình phát triển của Web 3 đã bắt đầu. Và nếu như Binance Coin và chúng ta tận dụng tốt cơ hội này thì trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu này, đây chính là cơ hội để chúng ta chứng minh được Binance Coin và tiền mã hóa là một loại tiền tệ hiệu quả và ưa việc. Còn bạn có niềm tin vào tương lai của Pi hay không? Thì đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới video này nha. Cuối cùng, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.